Wu Zhao, người đã hứa sẽ kết hôn với Zhao Hi, mời Zhao Hi đến nhà cô ấy và chào bố mẹ cô ấy. Wu Zhao và Zhao Hi thức dậy vào buổi sáng để chào mẹ kế của Wu Zhao, Sun Diul, và sau đó tiễn Zhao Hi. Zhao kêu gọi sự vượt trội và dụ dỗ anh ta quan hệ tình dục với mình. Anh ta từ chối cấp trên, nhưng đe dọa sẽ nói với cha mình về mối quan hệ của mình và quan hệ tình dục với anh. Okay.